Sáng nay, Đoàn Thanh niên Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thanh Hóa và huyện đoàn Triệu Sơn đã tổ chức gia quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024. Tại đảo Cò, xã Tiến Đông, huyện Triệu Sơn, hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Triệu Sơn và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành trồng hơn 100 cây xanh. Ngoài trồng cây tại khu vực đảo Cò, các đoàn viên thanh niên còn phối hợp đảm nhận thêm các công trình, phần việc ý nghĩa như xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, duy trì các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Qua đó thể hiện tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công mục tiêu trồng hơn 90.000 cây xanh trên địa bàn huyện Triệu Sơn.